Rất nhiều. Mình thích nghỉ phép đúng rồi. Tại sao anh có mà tại sao là em không có? Tại vì là con không khóc thì mẹ không có bú. Xin chào. Xin chào, tôi tên là Phạm Thị Lan. Xin chào, tôi là Nguyễn Đức Hùng. Xin chào tất cả các bạn. Thích nghỉ phép mà. Okay. Mình thích nghỉ phép đúng rồi. Ok. Vì mình thấy là khi làm nhiều quá mình cũng cần một thời gian nó relax lại bản thân mình. Nên là mình thích nghỉ phép hơn là bình thường. Ba người ít việc nên là thích tiền thưởng. Nope. Tôi tại sao lại không thích nghỉ phép bằng lĩnh tiền thưởng là bởi vì là tôi thích làm việc. Và khi làm việc thì sẽ có lương cao. Và đấy là chính là ghi nhận cái sự đóng góp của mình cho công ty. Tất nhiên là mỗi năm thì cũng có những ngày nghỉ phép nhất định đối với gia đình. Nhưng nếu nói về cái chuyện là chọn lựa thì tôi sẽ chọn lựa là công việc hơn so với nghỉ ngơi. Chị Lan cho ý kiến đi. À, tiếp theo. Tôi thì nghĩ như này, hiện nay thì công việc nó rất là bận. Tôi cũng muốn là làm việc. Tôi sẽ cố gắng làm việc và cũng muốn nhận tiền thưởng từ công ty. Còn tôi thì tôi nghĩ rằng cơ hội những tiền thưởng nó rất là ít ạ. À? Hạn chế. Cho nên là tôi sẽ cố gắng trong những lúc như thế để tôi định được tiền thưởng. Điệp ơi. Đấy, Điệp nói không bác, Điệp nói dối. Thỉnh thoảng thì phải ít. Occasionally. Công ty không cho hết hả? Không mua. Chứ mà chị. Khi mà cái xe Vinadinim có cái nhà máy may thì từ hồi đến giờ mình liên tục mặc cái quần áo của nhà máy may. Ủa, tại sao em không có nhỉ? Tại sao anh có mà tại sao lại em không tại có vì nhỉ? Là con không khóc thì mẹ không cho bú. Anh chị em bảo là trước khi anh chị về nước anh chị sẽ nói với tổng giám đốc cho mỗi người một đôi quần. Đúng rồi. Tắt cái này kéo. Tất cả đều o à? Vâng, thay đổi thật sự mà. Cá nhân tôi thấy là tôi vào công ty từ năm 2007 thì tôi còn nhớ những giai đoạn ấy vô cùng khó khăn. Những ngày tháng ấy cũng cam go lắm, dự án như thế nào nhiều lúc cũng chưa thể rõ được. Nhưng mà tổng đốc là người mà rất là tin tưởng sự thành công của dự án. Và đúng là như vậy thì chúng tôi đã rất nỗ lực để huy động tất cả nguồn lực tài chính. Bắt đầu đầu tư cho dự án vào năm 2013, cuối năm 2013 dự án bắt đầu đi vào hoạt động. Thì suốt từ đó đến nay thì liên tục đầu tư nâng cao cái quy mô sản xuất. Thì về mặt con số thì về lao động thì hồi tôi vào thì có khoảng chắc là khoảng 400, nhưng bây giờ lên đến ở ngoài Nam Định TC Vinadenim là hơn 2.000, ở trong TC Zin là 4.000 anh. Thì về con số tăng lên 4.000, tăng được 10 lần. Về những cái lĩnh vực thì trước tôi làm thì khi bắt đầu vào ấy thì mới có mỗi một lĩnh vực duy nhất là dệt nhuộm. Thì sau đến thời điểm hiện tại là có thêm được may, giặt mài. Nghĩa là thêm được hai lĩnh vực công ty phát triển thêm. Ngoài cái việc đấy là về mặt chất, thế nhưng còn về mặt hình thức thì mọi người đi qua khu vực này đều thấy sự chuyển biến rất là rõ rệt. Đó là các tòa nhà mọc lên rất nhanh. Và cây cối, cây xanh, rồi nhà xưởng, rồi lực lượng công nhân ra vào tấp nập, nó gần như nó thay đổi cảnh quan cả khu vực này. Để công ty phát triển vượt bậc như thế này thì thật sự là tôi cũng rất là tự hào khi mà làm việc ở tại công ty này. Rất là kỳ vọng công ty sẽ phát triển hơn rất nhiều trong một vài năm tới. Con người của TC theo tôi nghĩ là đấy là gia đình. Trước khi vào công ty ấy, thì tôi cũng đã làm việc ở một số công ty Hàn Quốc khác. Thì tôi cảm thấy nó có cái gì đấy nó không được thân thiện, không được có cái sự quan tâm đối với nhân viên như ở đây.
Nếu nói một từ thôi về công ty thì tôi cũng sẽ chọn gia đình. Thứ hai là ca chốc. Nếu chúng ta xây dựng mối quan hệ giống như trong một gia đình, có nghĩa là gì? Chúng ta phải có niềm tin với nhau. Thế nên là tôi rất là thích cái từ ca chốc. Tôi cũng chọn từ gia đình bởi vì nó có một cái lý do như thế này. Tôi thấy là cái trong cái công ty, nó nếu nói về con người TC thì cái mối quan hệ lao động giữa mọi người với nhau nó phải gắn kết yêu thương. Vì thế nên người lao động người ta sẽ gắn bó với công ty nhiều hơn, vì những cái mối quan hệ nó hài hòa như thế giữa người lao động và người sử dụng lao động. Thế là nếu chọn một câu về TC, tôi nghĩ là dám nghĩ, dám làm. Bởi vì cũng ngay từ ban đầu vào thì nó chưa phát triển như bây giờ, cho nên là nhiều lúc cái cảm giác nó không thể vượt qua được. Thế nhưng rồi lại thấy vượt qua, xong lại một chiến lược nữa, lại thấy rất là khó khăn, làm sao lại đi qua được cái này. Nên tôi thấy đó là cái dám nghĩ, dám làm, và cái đấy nó rất ấn tượng đối với cái cá nhân tôi.